Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn là cái giá của hoa cúc ban mai nha các bạn. Cúc vạn thọ ban mai nè. Thì hiện tại thì còn có mười mấy ngày nữa Tết các bạn. Thì có nhiều bạn cũng chưa có nắm giá, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn giá hiện tại ha. Thì đám hoa cúc ban mai này các bạn, vạn thọ ban mai này hiện tại là đang ở là khu vực là Kiên Giang ha, của anh Quỳnh Tú Anh nha các bạn. Số điện thoại mình có bỏ bên dưới á. Thì giá mà bán sỉ hiện tại ở khu vực đó bây giờ là chỉ có là 18 đến 22 ngàn một chậu nha các bạn ha. Là cái giá sỉ nha các bạn. Còn cái giá lẻ là 50 ngàn một chậu. Một cặp là 100 ngàn nha các bạn ha. Thì trồng cái hoa cúc ban mai này các bạn thì tương đối thì nó cũng không có dễ. Nói chung là mình phải canh cho nó đúng Tết này nọ các bạn. Mà mình ra cái giá như thế này thì nó cũng không có gọi là cao mấy, nó cũng quá rẻ các bạn. Làm vườn mà giá rẻ vậy thì cũng không có lợi nhiều. Tại vì cái lý do là năm nay đó bạn là bị Covid-19 đó các bạn. Thành ra cái giá nó cũng không ổn định mấy. Thì các bạn xem là cái vườn hoa cúc ban mai này các bạn, cúc vạn thọ nè, búp nó còn rất là nhiều luôn các bạn. Thì đạt được từ đây mà tới Tết đó các bạn thì nó sẽ nở là bích chậu luôn ha. Tàn này nọ cơi nó rất là đều nha các bạn ha. Chậu là 3 cây nha các bạn, giá là 50k ha. Còn số điện thoại mình có bỏ ở bên dưới cái đường mô tả đó, thì các bạn xem các bạn giao lưu ha. Thì quay cái video này á, thì sẵn là mình là chia sẻ cái những cái hoa cúc ban mai này lên cho các bạn cùng biết á, báo giá luôn. Thì trong cái video này mình cũng thông báo cho các bạn luôn, thì bạn nào mà cần muốn tìm lái mà hoa cúc này nọ, bán lái hoa cúc nào dạng thọ này nọ đó mà chưa có lái ngon thì các bạn cứ liên hệ mình. Bạn quay clip thì bạn gửi cho mình á, thì mình sẽ là tải lên kênh các bạn để quảng cáo cho các bạn á. Và ở đây là mình tải là miễn phí nha các bạn ha, không có mất phí gì hết nha các bạn, mình chỉ hỗ trợ các bạn thôi. Thì các bạn nào đang xem hãy like cho mình một like cũng như là đăng ký kênh á, để mình có động lực á, mình ra video cho các bạn cùng xem cũng như là hỗ trợ các bạn về cái mặt là giá cả này nọ đó. Tại vì hôm bữa thì cũng có là nhiều bạn á là điện thoại mình á là hỏi là có nguồn không, mà thật chất á thì mình chỉ trồng ít thôi các bạn, không có trồng nhiều các bạn, chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn thôi. Còn bạn nào mà có cái số lượng mà hoa cúc vạn thọ nhiều á thì các bạn quay clip các bạn gửi mình thì mình sẽ đăng lên kênh thì để cho các bạn có thể là bán được ha. Thì mình luôn luôn để cái số điện thoại của các bạn trong cái đường mô tả của cái video này nè đó, thì để cho các bạn có thể là liên hệ được những cái chủ lái các bạn đó. Các bạn xem ha. Thì cái vườn hoa cúc vạn thọ ban mai này thì của anh Quỳnh Tú Anh nha các bạn, ở Kiên Giang. Thì clip trước thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn về cái hoa cúc vạn thọ rồi đó. Đó, còn này là hoa cúc ban mai ha. Đó, các bạn xem anh trồng cũng được 3.000 mấy chậu á, muốn giao lưu cùng anh em đó. Đó, để quay sơ cho các bạn xem ha. Cơi cọc gì rất là đẹp nha các bạn, chèo nó rất lá tàn này nó rất là đẹp. Muốn mà đi được cái này thì cũng công phu các bạn, cũng bỏ thời gian rất là nhiều. Lớp là phân hữu cơ, phân chuồng này nọ, các bạn phải chăm sóc thời tiết này nọ, tưới nước này nó rất rất là nhiều nha các bạn ha. Nên cái giá mà ra đi cho 50 ngàn một chậu cúc ban mai này các bạn thì nó cũng tương đối là rẻ thôi các bạn, chứ không có mắc đâu các bạn ha. Còn giá sỉ thì sẽ rơi từ là 18 đến 22 nha các bạn ha. Thì bạn nào thì có nhu cầu mà muốn mua đi bán lại thì các bạn cứ liên hệ ha anh Quỳnh Tú Anh ha. Số điện thoại mình bỏ bên dưới nha. Rồi thì quay sơ cho bạn xem sơ nữa thì mình sẽ kết thúc video này ha. Có thể bạn nào mà cần quảng cáo hay gì đó thì cứ liên hệ mình. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.